Thưa quý vị và các bạn, những người khuyết tật không phải là gánh nặng của xã hội, họ vẫn có thể tạo ra những giá trị làm đẹp cho đời. Đó là những thông điệp được truyền đi từ nhiều người khuyết tật đang nỗ lực vượt lên chính mình để tỏa sáng, để chiến thắng số phận và đóng góp cho sự phát triển cộng đồng, xã hội. Phóng sự nhân ngày quốc tế người khuyết tật mùng 3 tháng 12. Với người bình thường, theo học hết phổ thông rồi bước tới đại học đã là một sự cố gắng, thì đối với những người khiếm thị như em Nguyễn Xuân Quảng, sinh năm 2004 ở xã Nhân La, huyện Kim Động, bị mắc căn bệnh glaucoma bẩm sinh, đây là một sự phi thường. Hiện em đang là sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, không may mắn em bị mắc căn bệnh glaucoma bẩm sinh. Bản thân Quảng đã trải qua nhiều năm điều trị, nhưng khi học đến lớp 7 thì em không thể nhìn thấy ánh sáng. Dù khiếm khuyết đôi mắt, chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống, nhưng với ý chí em đã vươn lên từ bóng tối để chinh phục những đỉnh cao tri thức. Em nghĩ là khi mà mình không nhìn thấy gì nữa thì mình không thể làm được cái gì, nhưng mà gia đình em cho em đi sinh hoạt ở hội người mù và đi học lại đi rồi các bạn ấy sẽ giúp, thì lúc đấy em đã rất là cố gắng để có thể học chữ nổi với cả máy tính. Em cũng có một lời chia sẻ với các bạn là các bạn hãy cứ theo ước mơ của mình và đừng nghĩ là mình không thể làm được, hãy cứ làm nếu mình có thể. Đến ngày nay thì cháu cũng đã lên chương trình đại học, gia đình là cảm thấy là rất là phấn khởi và cũng yên tâm về cuộc sống của cháu, là cháu đã có cơ hội học hành thì sau này cháu cũng sẽ có cơ hội để có việc làm và có thể tự lo cho bản thân. Không phải đối diện với bóng tối, nhưng câu chuyện về cuộc đời của thầy giáo Phạm Văn Hưng ở xã Đình Cao, huyện Phù Cử cũng mang đến cho chúng ta nhiều suy ngẫm. Sinh ra không có bàn tay phải, thầy giáo Phạm Văn Hưng đã vươn lên từ bàn tay khuyết tật, nỗ lực học tập, hạnh phúc luôn mỉm cười với những người biết phấn đấu vươn lên. Năm 2002, thầy đỗ vào trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Hiện thầy đang dạy bộ môn vật lý tại trường Trung học phổ thông Phù Cử, huyện Phù Cử. Mình cũng rất là muốn những bạn mà có hoàn cảnh giống như mình tự nỗ lực phấn đấu, khắc phục những cái khó khăn của bản thân, không được phép chùn bước. Chúng ta phải vượt qua như vậy thì chúng ta mới biết cách khẳng định mình này, rồi sau này chúng ta sẽ trở thành người có ích cho xã hội. Mỗi người là một câu chuyện cảm động khác nhau về hoàn cảnh, nhưng điều chung nhất, trong họ luôn khao khát được hòa nhập với xã hội, tự tin khẳng định mình. Chúng ta không có quyền lựa chọn cách mình được sinh ra, nhưng có quyền lựa chọn cách mình sẽ sống. Em Nguyễn Xuân Quảng và thầy giáo Phạm Văn Hưng chỉ là hai trong số rất nhiều tấm gương người khuyết tật tại tỉnh ta đang vượt khó vươn lên, nỗ lực mang đến những điều tốt đẹp nhất cho mình và cho mọi người.